Hello xin chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình Ông Trọng Hay Làm à, Trong video này mình sẽ cập nhật cái à, cách để các bạn lam con Avive cũng như là cái à, quy định về cái cách lam nha các bạn à, họ có thay đổi một một ít cách quy định rồi Ok thì um, đầu tiên những bạn nào chưa đăng ký kênh của ông Trọng Hay Làm phải đăng ký kênh của mình à, cũng như bật chuông báo để À, khi mà có những cái video mới nhất á các bạn sẽ nhận được à, tin tức nhé. Ok thì các bạn hãy vào cái Twitter của Aviva World đây các bạn Đây à, cái Twitter của họ là à, 1 triệu 112 ngàn nè Rồi thì cách đây khoảng 3 giờ thôi họ có lên một thông báo các bạn à, Mình cũng đợi từ chiều giờ mình không thấy nó trả về ví OKX Ok thì đây các bạn xem cái tin nè cập nhật quan trọng thay đổi aerob tháng 2 của avive do okx cần thêm thời gian để xử lý dữ liệu cùng với làn sóng dm dm là à, gỡ yêu cầu các bạn yêu cầu những mã thông báo aerob trước ngày hôm nay giống như những người dùng chọn yêu cầu aerob qua ví chúng tôi đang thực hiện thay đổi rồi chúng tôi quyết định thay đổi quy trình yêu cầu mã thông báo như sau bất kể bạn chọn okx UAD hay địa chỉ ví trực tiếp để nhận mã thông báo của mình vui lập truy cập vào trang web của chúng tôi để yêu cầu mã thông báo. Chỗ này là sao? Chỗ này có nghĩa là nếu các bạn trong cái mục này này các bạn, trong cái mục AVV này nè, KYC này nè, cho dù bạn chọn là OKX, UAD hay chọn LED thì nó cũng về cái Wallet này các bạn. Đó, có nghĩa là bây giờ nó sẽ không về trực tiếp cái ví sàn OKX này nữa nha các bạn lưu ý nè, nó sẽ không có về cái ví sàn này nữa nghe các bạn, mà nó về ví ví ở trên này nè, thì cái ví ở trên này ai mà nhập ví MetaMask á, thì bây giờ các bạn vào cái trang cái trang ở trong Twitter của họ nghe, thì trang Twitter này đây, cái trang Twitter này đây, để các bạn kiểm tra, thì cái trang Twitter này các bạn, à, đây mình vừa mới à, rút được rồi nè, đó, thì cái cách rút á thì các bạn kết nối ví Các bạn cứ kết nối ví vào nha Thì cái ví đây Ví D386 nè Các bạn thấy cái địa chỉ là 0.22 nè Đây Địa chỉ là 0.22 nè Thì cùng một ví nghe các bạn À thì Khi các bạn bấm kết nối Thì nó sẽ yêu cầu các bạn mở Metamask lên À bởi vì cái này của mình á Mình đã mở rồi các bạn Thành ra là à, Bây giờ nó không có, có có mở lại được À thì Các bạn kết nối với Metamask rồi các bạn sẽ lam được. Tuy nhiên các bạn lưu ý là các bạn sẽ phải chọn cái mạng AB chung quanh nha. Đây các bạn, đây. Um, mình sẽ mở cho các bạn xem cái lịch sử. Và ở bên đây cũng được để mình 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 mở cho các bạn xem cái lịch sử của mình vừa mới lam nha. Đây là lịch sử nè các bạn. Đây. À, thì mình um, đây, mình mình được uh, clam là 4.330 các bạn. Cái này nó hơi khó. Đây, à, uh, 4.000 cộng 4.330 nè. Cái này hơi khó là uh, mình đã hết cái RB các bạn. Cái uh, ETH á. Cái ETH trong cái 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 ví này của mình nè. Ví các bạn cần phải có cái mạng uh, ETH nha. Bây giờ mình sẽ... Uh, đây, các bạn cần phải có cái RB ETH nè hiện tại mình đang còn 1.55 đô nè, thì các bạn lưu ý là nếu như mà các bạn không có ETH á, nhìn nó bên đây nó hơi rối, mình nhìn bên đây đi. Đây, ví dụ bây giờ ví nè, cái ví này lúc nãy à, ví chính của mình nè, đó, thì à, lúc nãy là mình đã có cái à, phải có ETH, thì có ETH này á, các bạn sẽ phải um, nạp ở trên từ trên mạng về các bạn mà hiện tại thì ô cái ít nó không cho rút các bạn lưu ý nha cái ETH này ở trên mạng này nó không cho rút không cho rút và ví các bạn mình mình định rút một ít ETH về đây nè mình mua 12 đô mình định rút về nha các bạn chọn rút nè à, đâu rồi mình chọn rút mà nó không cho mình rút luôn các bạn Funding ETH nha Bây giờ mình chọn rút rút tiền nè Trên chuỗi nè Rồi các bạn xem cái mục đó là à, Mạng nè Thì cái mạng Abitrum One A à, nó cho rút rồi các bạn Nó cho rút rồi Lúc nãy á, nó kêu nó bảo trì Nó không cho rút các bạn Hiện tại thì cho rút rồi kia Thì à, nếu như cho rút rồi á, Thì các bạn à, rút một ít về đây để sẵn để bữa sau các bạn cờ lam nghe các bạn à, là cần ETH nha rồi ok thì um, khi các bạn cờ lam rồi đó, thì các bạn nó sẽ về về ví MetaMask cho mình thì lúc nãy mình đã sau khi nó về các bạn thì mình đã 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 gửi um, đã gửi lên sàn lại rồi nha thì mình đã gửi lên sàn OKX à, lý do mình gửi lên sàn OKX đó các bạn là đây À, mình đã gửi nó lên sàn a à, Ok đây đó thì à, mình có hai tài khoản thì được khoảng 5.000 5.700 coi các bạn thì mình à, thông thường mình sẽ gửi lên đây để khi mà cần các bạn thì mình sẽ có thể là mình bán được à, rất là nhanh còn nếu như các bạn để ở ví á, thì các bạn bán nó khó hơn nha vẫn bán được các bạn nhưng mà nó khó hơn thành ra là mình sẽ đưa lên sàn luôn thì các bạn lưu ý nha có hai cái lưu ý thứ nhất là cái trang cái trang mà withdraw nè đó mình để cái trang này để các bạn cờ lan cái đồng về cái thứ hai là các bạn phải kết nối cái ví mà cái ví này phải chính là cái ví mà trong cái mục một một kyc này nghe thì mới được nó mới hiện lên rồi cái thứ ba là các bạn phải có phí ga ở trong cái mạng av chung quanh là cái và cái con đó là cái con eth nghe các bạn, thì cái mạng IP chung quanh là nó là laser hai của eth thành ra là nó dùng cái eth để làm phí ga nhưng mà nó rẻ hơn thôi. đó, thì các bạn phải có hai cái này à, và các bạn phải nhập cái địa chỉ hợp đồng vô nữa nha nhập cái địa chỉ hợp đồng vô. nhiều bạn cờ về mà lại không có nhập địa chỉ hợp đồng, thì này cái này nó hơi phức tạp một tí á, à, thành ra là các bạn lưu ý là à, các bạn sẽ phải à, biết một ít à, cái kiến thức về chuyển đổi coi rồi này kia rút tiền rồi này kia các bạn mới lấy được nha và các bạn lưu ý là nãy giờ mình làm nó tốn phí là khoảng cũng hai ba đô mới rút được đó các bạn thành ra là các bạn lưu ý nếu như mà các bạn không có sẵn tiền ở đây á không có sẵn ở, thi ở trong cái ví này á rồi các bạn rút đó là coi chừng lỗ luôn nha nếu mà lỗ các bạn lưu ý cái đồng AVV mình ít quá mà lỗ thì thôi bỏ luôn các bạn chứ còn á, lấy là nó cũng không có lời đâu đó thì uh, nếu như bạn nào mà có trên tầm khoảng một ngàn năm bảy trăm thì rút có lãi chứ còn các bạn có mấy chục đồng mà rút cái dần lỗ phí uh. đó rồi mình chào tâm biệt và hẹn gặp lại các bạn à, mình nói thêm con gbt này nó cũng mình cũng vừa mới được lên sàn rồi nghe các bạn à, mình lấy được 36 con rồi